Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự được Cha ta trao phó cho ta, không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Trọng kính Đức Tổng Giuse, trọng kính Đức Cha Phụ Tá Giuse, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em, và đặc biệt kính thưa gia đình tăng quyến, thưa cộng đoàn, trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã mời gọi: Hãy đến với ta, hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Vậy ai là người gánh nặng? Thưa, người phải gánh nặng đúng nghĩa không là ai khác, mà chính là Đấng đã nói với chúng ta những lời này. Đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thực vậy, khi nhập thể làm người, Chúa đã đón lấy cuộc sống của con người, đón lấy kiếp nhân sinh của chúng ta với tất cả ý nghĩa của nó, và cùng với đó là tất cả các gánh nặng. Gánh nặng nào? Thưa, trước hết đó là gánh nặng thể lý của kiếp người. Chúa đã từng thấy đói, từng thấy khát, từng thấy lo sợ, từng thấy mệt mỏi. Đó cũng là gánh nặng tinh thần của một người mục tử, phải lo cho đàn chiên được sống và sống dồi dào, nên đã đi bôn ba khắp nơi, rao giảng, tìm kiếm, chữa lành. Và trên hết, thưa cộng đoàn, đó là còn là gánh nặng của Đấng cứu độ khi vác thập giá trên vai để bước lên đồi Can-vê. Thập giá Chúa vác trên vai, Chúa cũng vác luôn tất cả những đau khổ, bệnh tật và tội lỗi của toàn thể nhân loại. Một gánh rất nặng. Tuy nhiên, từ đỉnh cao của thập giá và từ vực sâu của nấm mồ mà Ngài an nghỉ, Chúa đã phục sinh. Khi đã phục sinh, Ngài biến đổi ý nghĩa của tất cả các gánh nặng. Các gánh nặng của kiếp nhân sinh giờ đây trở nên một cách thế để chúng ta thông phần mật thiết hơn với Đấng cứu độ chúng ta. Và chính Chúa trở nên điểm tựa cho tất cả những ai phải gồng gánh trong đời. Hiểu như thế, kính thưa cộng đoàn, sứ điệp tin mừng hôm nay thực sự là một sứ điệp tràn đầy an ủi và tràn đầy hy vọng. An ủi vì chúng ta không cô đơn trong cuộc đời, cho dẫu phải gồng gánh nặng nề, vì có Chúa cùng đi với mình. Và hy vọng vì mình biết chắc sẽ được Chúa cho nghỉ ngơi, bổ sức sau những vất vả lao nhọc trong cuộc đời này.
và thật ý nghĩa khi những lời đầy an ủi và hy vọng ấy được công bố lên trong thánh lễ này, thánh lễ mà cả cộng đoàn chúng ta đang quy tụ với nhau để cầu nguyện và tiễn đưa bà cố Teresa, một người thân yêu của chúng ta, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con và cha Giuse Trí cùng lớp linh mục với nhau. Cách đây gần 30 năm, ngày chúng con được tin chính thức bước vào chủng viện, ông cố của cha Giuse khi ấy rất vui. Và lúc ấy ông cố chợt chia sẻ với chúng con thế này. Ông cố nói: hai anh em có hai người mẹ, đều là những người buôn gánh bán rong. Vâng, buôn gánh bán rong, có lẽ đó là phần lớn cuộc đời của bà cố Teresa đây. Do đó lời Chúa mời gọi trong tin mừng: hãy đến với ta hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, cũng là lời mà Chúa đang dành riêng cho bà cố Teresa. Cuộc đời bà cố dường như gắn liền với việc gồng gánh. Gánh trên vai, gánh hàng ngày ấy, bà cố cũng đồng thời gánh cuộc sống của cả gia đình. Gánh luôn tương lai của một đàn con và gánh cả ước mơ được trở nên linh mục của cha Giuse. Sau này khi đã cao niên, bà cố vẫn tiếp tục gồng gánh, nhưng là gồng gánh trong trái tim của mình. Gánh những lo toan cho đời sống đạo của con cháu, gánh những lo lắng cho sư vụ mục tử của cha Giuse và sau này là cha Martino, gánh những lo âu trước các nhu cầu của giáo xứ, của giáo phận. Cả cuộc đời dường như lúc nào bà cố cũng luôn gồng gánh cách này cách khác. Một tác giả đã từng chia sẻ thế này về mẹ của mình: cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Điều đó có lẽ cũng đúng cho bà cố Teresa. Cuộc đời bà cố luôn gồng gánh và gồng gánh tất cả mọi người. Giờ đây bà cố đã nằm xuống. Có lẽ bà cố đang ước ao một lần được chúng ta gồng gánh. Vâng, cộng đoàn chúng ta sẽ gồng gánh bà cố, không phải trên đôi vai của chúng ta, nhưng trong lời nguyện cầu tha thiết. Chúng ta sẽ cầu nguyện thiết tha cho linh hồn Teresa. Đặc biệt, chúng ta sẽ cầu xin Chúa Giêsu, là đấng đã từng gánh rất nặng trong đời, là đấng đã từng hiểu nỗi vất vả của những ai mang gánh nặng nề và đã từng hứa bổ sức cho họ. Chúng ta xin Chúa thực thi điều Chúa hứa cho bà cố Teresa và xin cho bà được nghỉ ngơi an lành trong Chúa. Amen.